Khi thực hiện hành vi phạm tội, ánh sáng của lý trí đã bị che mờ bởi dục vọng về vật chất. Những hệ lụy, hậu quả phía sau cũng bị cuốn trôi bởi quyết tâm phạm tội đến cùng. Có phạm nhân biết việc làm của mình sẽ gây ra thất vọng cùng cực cho nạn nhân, cho người thân của họ, nhưng bản thân lại không đủ sáng suốt để dừng tay. Khi mà ví dụ như xem tivi chẳng hạn, thấy những đứa trẻ con khác là có bố mẹ bên cạnh hoặc là được chăm sóc thì bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng. Mặc dù mình là bố thật nhưng mình đẻ con ra, mình cũng không chăm sóc được. Khi bị bắt thì chúng nó cũng vẫn còn nhỏ. Cả quá trình lớn lên từ tuổi thơ, từ lớp 1, lớp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đều không có bóng dáng bố ở bên cạnh. Tội nghiệp hơn cả khi những đứa trẻ có dài tuổi thơ ngắn ngủi, trong trẻo cũng phải theo chân cha mẹ chịu cảnh tù tội. Họ biết nói gì với con mình ngoài hai chữ xin lỗi khi đã nhúng vào ký ức của chúng những điều không ai mong muốn. Cố gắng khắc phục vừa chăm con một cách tốt nhất, cũng phải vừa hoàn thành công việc của cán bộ giao. Con ra thì tôi nghĩ là mấy tháng nữa thì cũng chấp hành án xong rồi cũng về để lo cho con. Khi chấp nhận những tháng ngày cải tạo dài đằng đẵng, tưởng như không thấy ngày về, họ mới chợt nhận ra chính mình đã đóng đinh vào bản án mà không ai khác, người thân trong gia đình phải gánh chịu. Một căn phòng nhỏ được gọi tạm là nhà trẻ, vài món đồ chơi đủ dùng, và những đứa trẻ này cũng chỉ có lèo tèo vài người bạn quen mặt. Ở độ tuổi đáng được đầy đủ nhất, nâng niu chiều chuộng nhất, thì các con lại không có được tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Vì các con đang phải sống tạm trong trại giam, từng ngày, từng giờ chứng kiến mẹ mình phải chấp hành án. Cậu con trai bé bỏng của nữ phạm nhân Đỗ Thị Hà vừa ngơ ngác, vừa hớn hở khi được gặp mẹ sau thời gian lao động cải tạo. Đã vài năm qua, cuộc sống của hai mẹ con cứ chậm chậm trôi qua như vậy. Gặp mặt rồi chia tay, cười nói rồi buồn bã. Không biết vì sao mẹ lại không ở lại bên mình. Chồng Hà bị bắt vì tổ chức môi giới mại dâm tại Sầm Sơn. Không lâu sau đó, đến lượt Hà. Vì muốn thoát nghèo nhanh chóng mà không cần lao động, Đỗ Thị Hà đã biến quán massage của mình thành ổ mại dâm, nơi khách làng chơi vùi hoa dập liễu. Bản thân là phụ nữ nhưng lại kiếm sống trên thân xác của những người cùng giới, nên cũng dễ hiểu khi Hà cảm nhận được sự ê chề của mình trong từng lời nói bị ngắt quãng. Nợ vay nặng lãi nên là nó không trả hết, trả không kịp, nó cứ quấn vậy theo vòng. Khách đi du lịch thì cũng đông ạ, đông thì người ta có nhu cầu ấy thì mới người ta luôn nhu cầu tìm đến cái đấy nhiều hơn là massage ạ, thì mình mới nghĩ ra. Hầu hết những đứa trẻ đang phải ở tạm trong trại giam Ninh Khánh đều có hoàn cảnh khó khăn khi không có người thân ngoài xã hội hoặc người thân không nhận chăm nuôi. Mặc dù chồng Hà đã được trả tự do và có cả bố mẹ già ngoài xã hội, nhưng thiên chức của một người mẹ đã thôi thúc Đỗ Thị Hà giữ con ở lại bên mình. Hoàn cảnh thiếu thốn, những lúc chứng kiến con cái ốm đau bệnh tật, Hà lại tự tìm nguồn động viên từ những phạm nhân cùng cảnh, những người quản giáo, để có thể giải tỏa lo lắng. Nhưng hơn cả, đó chính là sự hối hận khi không cho con được hưởng những điều bình thường nhất. Ông bà cũng yếu ấy, xong rồi còn hai đứa lớn hơn nữa. Hai đứa chị của nó lớn hơn là sợ bà vất vả thôi. Nó cũng đang còn nhỏ thôi, mẹ chăm luôn. Mấy chị em thì cũng hay chia sẻ kinh nghiệm con ốm đau này, hoặc là con lười ăn, rồi là nó hay nôn chớ thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau, bảo ban nhau. Khi phạm tội và chấp hành án, thứ mà nhiều phạm nhân mong muốn nhất đó chính là sự quan tâm của người thân. Nhưng không phải người mẹ nào cũng đủ dũng khí để đối mặt với những đứa con của mình trong hoàn cảnh tù tội. Liệu chúng có tha thứ và chấp nhận? Đó luôn là câu hỏi mà nữ phạm nhân này vừa muốn né tránh, vừa muốn đi tìm lời giải đáp.
Con thì ý là không muốn cho nó lên đây để nó ấy thôi ạ. Là còn gia đình thì biết hết ạ. Con vẫn biết là mẹ đi, nhưng mà cũng không muốn cho con lên đây để tôi để con thấy mẹ như thế này thì nó cũng ảnh hưởng nhiều nên thôi. Không muốn cho con đến thăm vào thăm mẹ. Cũng đam mê kinh doanh nhưng không tự lượng sức mình, không có kinh nghiệm quản trị nguồn vốn, Lê Trung Hiếu đã phải trả giá bằng bản án 16 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tôi mua một căn nhà ở khu trung hòa nhân chính, sau đó là mình vay vốn vào ngân hàng, mình thế chấp ngân hàng xong thì sau mình bán cho người ta. Mình bán cho bên bị hại thì người bị hại người ta mua, người ta trả hết tiền cho mình rồi thì mình lại chưa trả được nợ ngân hàng, mình lại dùng số tiền đấy vào việc khác. Thế là sau người ta đòi thì mình không thanh toán được thì về sau là mình bị cơ quan điều tra khởi tố. Đã thụ án được 9 năm tại trại giam Suối 2, phạm nhân này dường như chưa thể quên được những tháng ngày bị cuốn theo ảo giác làm giàu. Mải mê chạy theo đồng tiền, Hiếu nghĩ việc gì cũng làm được, việc gì ra tiền cũng làm, nhưng những gì thu về thì chỉ có bản thân phạm nhân này là thấu hiểu nhất. Thương trường có thể là nơi đưa người ta lên đỉnh cao của thành công, nhưng cũng sẵn sàng dìm xuống tận cùng của sự bất lực. Cái việc mình làm ăn thì nó mất mát, tại vì mình cứ ví dụ bạn bè rủ làm cái gì là mình cũng hay bỏ tiền ra mình đầu tư cùng, mình không quản lý. Mình có thể mình đưa tiền cho người ta để mình làm ăn, gọi là làm ăn chung đấy, nhưng mình cũng không quản lý, mình không hạch toán là nó lãi bao nhiêu hoặc nó như nào, không sâu sát trong cái chuyện làm ăn. Thứ hai nữa là trong cái việc quản lý của cái việc kinh doanh của mình thôi thì mình cũng không giám sát xem là lợi nhuận nó nhiều hay là bao nhiêu hay như nào, cụ thể như nào. Mình cứ làm là làm. Thì cái đồng tiền mình quản lý, cái thời điểm mà nó làm tốt thì nó không có vấn đề gì. Nhưng mà gặp thời điểm năm 2008 hay 2009 là thời điểm bị khủng hoảng kinh tế. Thì mọi thứ đều xiết vào. Từ ngân hàng, rồi từ cho vay, rồi từ mọi vấn đề. Thì là mình không chống đỡ được nữa. Thời điểm chấp hành án, Lê Trung Hiếu đã có hai đứa con. Vợ con phạm nhân này cũng đã quay trở về thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Hoàn cảnh xa cách nên việc thăm gặp là rất hạn chế. Những lúc nhớ con, Hiếu lại lần dở từng bức ảnh, từng trang thư đã được viết cách đây từ rất lâu. Nhưng với Hiếu, đó vẫn luôn là cảm giác mới mẻ, là những lời thì thầm đầy ngây ngô của trẻ nhỏ. Cảm giác được chạy tới, bế thốc con lên để thơm, để ôm ấp chỉ là thứ tồn tại trong tâm tưởng. Ba ơi, ba con lại tiếp tục cuộc trò chuyện nào? Ba có biết rằng dạo này có dịch mới virus corona, có chủng mới là nCoV đấy ạ. Dịch đang bùng phát có thể thành đại dịch luôn. Ba ơi, dạo này sức khỏe của ba thế nào? Ba có khỏe không? Ba ăn Tết có vui không? Cả gia đình ăn Tết vui, nhưng có ba thì còn vui hơn nữa cơ. Ông bà ngoại vào ở với gia đình mình rồi, nên con vui lắm. Nếu con học giỏi, mẹ còn thưởng cho con máy tính nữa cơ ạ. Ba về sớm với chúng con nhé. Con yêu ba. Thì nó có những cái thiệt thòi cho chúng nó. Thiệt thòi thứ nhất là không có người chăm sóc, rồi là mình lại bên cạnh việc mình không làm được gì cho nó thì mình lại còn đem lại những cái điều tiếng, những cái vấn đề cho nó phải đối diện thêm. Thì bản thân mình cũng rất là áy náy và rất là suy nghĩ để mà dằn vặt bản thân. Nếu mà mình không làm như vậy, nếu mà mình không vi phạm pháp luật, nếu mà mình thế này thế kia thì nó sẽ khác. Thế nhưng mà cũng là cố gắng phấn đấu để làm sao sớm về gia đình để có thể bù đắp. Phạm nhân Hiếu là một phạm nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam, trong thành phố Hồ Chí Minh. Khi phạm nhân bị phạm tội, khi ra ngoài Bắc chấp hành án, thì lúc đầu phạm nhân rất là hoang mang tư tưởng. Thứ nhất là xa gia đình, ra ngoài này phạm nhân tiếp xúc với những phạm nhân ngoài Bắc, nhưng là phạm nhân lúc đầu có cái tư tưởng không an tâm, thì được cán bộ giáo dục gặp gỡ, động viên, thì phạm nhân đã nhận thức được cái hành vi phạm tội của mình. Thì từ đó phạm nhân rất là an tâm tư tưởng cải tạo. Từ đó đến nay phạm nhân học tập cải tạo rất tốt, tham gia lao động, học nghề. Đến giờ phạm nhân đang có quá trình cải tạo khá và đã được giảm án.
đều chưa hoàn thành bổn phận của bậc làm cha, làm mẹ. Cả Đỗ Thị Hà và Lê Trung Hiếu sẽ phải cố gắng rất nhiều để bù đắp lại cho những đứa con của mình những thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là sự vun dưỡng về tư cách, về một lối sống lương thiện để tránh xa vào bước đường cùng như chính cha mẹ chúng đã từng mắc phải. Những đồng tiền kiếm được không dựa trên sức lao động chân chính, không dựa trên thượng tôn pháp luật, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Dạ, tôi thì cũng sẽ không bao giờ là làm cái điều phạm pháp nữa. Bây giờ muốn đi làm một công việc chân chính, kiếm được ít tiền thì cũng được. Cũng muốn là không vi phạm để vào đây nữa. Đây là một cách để chăm sóc cho con cái cho đầy đủ. Và có thể làm một cái gì đấy to cũng được, nhỏ cũng được, cũng không quan trọng. Mọi thứ tùy duyên. Có thể làm được to thì cũng tùy thuộc vào nhiều vấn đề khác. Nhỏ thì cũng chẳng sao. Miễn là cuộc sống bình an, cuộc sống thanh thản. Không phải đối diện với những bất chắc rủi ro như trước đây. Bản thân mình cũng ăn năn với mọi người, cũng mong muốn là gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Những người mà đã bản thân mình làm cho người ta những cái điều không tốt. Từ bị hại, rồi gia đình, rồi bố mẹ, rồi anh chị em, rồi vợ, con. Bản thân mình cũng phải chịu, và những người xung quanh, những người khác người ta cũng phải chịu theo với mình. Chứ cũng chẳng phải riêng bản thân mình. Chỉ một thân một mình chấp hành án phạt, chấp nhận sự dày vò của lương tâm, có lẽ là điều dễ dàng với nhiều phạm nhân. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, khi họ luôn bị ràng buộc và dày vò trong mỗi mối quan hệ với người thân. Điều khiến những con người này gục ngã chỉ có thể là con cái của họ. Và cũng chính những người con ấy sẽ là chỗ dựa để mỗi phạm nhân cố gắng vươn lên tìm đến một nghị lực sống. Làm sao để những đứa trẻ không phải tiếp tục trải qua một cuộc sống tạm khổ.